Cô gái này đang bị một con quái vật nhấc lên cao rồi hút máu, nhưng mẹ của cô chỉ có thể dương mắt đứng nhìn. Người đàn ông đeo kính kia nhân lúc quái vật không chút ý liền lấy tủ chặn cửa lại, nhưng lại hơi muộn chút, tủ vừa nhấc qua vì con quái vật đó đã xuyên qua tủ ngay lập tức, suýt tí nữa thì kết liễu anh ta. Cũng may cửa sắt đóng kịp thời nên con quái vật kia chỉ đành rời đi. Một bên khác, khi Eong bị tờ nhện bọc chắc toàn thân, khi quái vật chuẩn bị vào tìm ăn thì phát hiện ra con mồi không còn nữa. Thì ra khi Eong đã sớm phá hỏng mạng nhện và thoát đi, nhân lúc con quái vật đó không để ý cô đã trốn vào trong ống thông gió. Quái vật nhện nhanh chóng đu ỏi theo sau, khi Eong hai chân sao chạy nổi con nhện tám chân cơ chứ. Khi nhện chuẩn bị đuổi tới thì đột nhiên một chân của nó bị mắc kẹt, khi Eong nhanh chóng nhân cơ hội này đạp mở cửa ống thông gió ra. Vóc dáng này quá tuyệt vời, mình thích rồi đó, mình nghĩ chắc trước kia có thể đánh được chết bạn trai đấy. Rõ khi Eong chuẩn bị thoát khỏi rồi mà đạo diễn vẫn không tha cho cô và còn để cô bị tơ nhện cuốn vào cổ. Khi Eong bị treo trong không trung, chỉ thấy cô ấy vùng vẫy một trận mạnh như sức hổ một đạp vỡ cửa kính, nhặt mảnh vỡ lên cắt đứt tơ nhện rồi rơi xuống đất. Nhện quái này không chui được qua vì lỗ quá nhỏ nên chỉ đành rời đi, cô thành công thoát chết vì gặp anh chàng đeo kính kia cho anh ta một đấm. Thì ra anh ta đã sớm biết dưới tầng hầm có quái vật và cố tình bảo khi Eong xuống đó. Tại sao lại xuất hiện em hiểu quái vật như vậy? Khi mọi người đang ngồi cùng nhau thảo luận thì đột nhiên TV bật lên, phía quân đội đại diện nói với người dân rằng lúc này xuất hiện một lượng lớn quái vật. Theo phán đoán ban đầu thì những con quái vật này có liên quan tới dục vọng của loài người, trước khi hoàn toàn mất trí thì họ tiêu diệt hết thời kỳ Hoàng Kim đi. Những người trong phòng 1408 sau khi nghe xong, ba người họ quyết định đi điều tra tình hình, nhưng vừa mới ra tới cửa thì Sô đã bị vật gì đó đánh úp cho rơi từ trên tầng 9 xuống, vừa đúng lúc rơi qua trước mặt cô gái múa ba lê. Nhìn thấy anh ta chết ngay trước mặt, cô gái gào thét lên, bạn tưởng rằng chàng thanh niên này chết rồi sao? Không thể nào, đạo diễn cũng không cho phép đâu. Thì ra Sô đã bị biến dị và có năng lực hồi phục cực kỳ mạnh. 3 tiếng sau là tỉnh lại, cả nhóm người đang thương lượng xem có giữ anh ta lại hay không. Thanh niên đeo kính kia đề nghị bỏ phiếu bầu. Người đàn ông bạo lực gia đình này hết sức phản đối nhưng lại không có chút tác dụng nào cả. Mọi người tiếp tục tiến hành bỏ phiếu. Cuối cùng kết quả là 8 đều. Kết quả này chọc giận người đàn ông bạo lực gia đình kia. Ông ta giật tờ giấy trong tay thanh niên đeo kính rồi ném xuống đất. Ông ta còn mắng mọi người rồi lật đổ bàn. Có lẽ Chúa cũng không chịu được nữa. Ông ta mắng mãi và mũi bắt đầu chảy máu. Tốc độ chảy máu ấy cứ như cái vòi nước bị hỏng vậy. Lúc này ai nấy đều nhận ra rằng ông ta cũng đã bị truyền nhiễm. Ông ta muốn tháo chạy nhưng lại bị Sô ngăn lại. Anh ta ngồi xuống nhặt tờ phiếu lên và nói nếu như tôi bỏ phiếu thì chú phải đi với tôi nhé. Cứ như vậy, cả hai người đều bị cách ly. Trên lầu, ông chú này đang tự chế tạo vũ khí. Cô con gái bất an nhìn một cái vào nhà vệ sinh rồi đi tới bên cạnh nói với bố rằng gì ở trong nhà vệ sinh lâu lắm rồi. Nhưng bố không để tâm. Khi con gái nói rằng đã ở trong đó hơn 1 tiếng rồi thì người bố mới cảm thấy có gì đó không đúng, bảo con qua một bên rồi một mình cầm theo vũ khí qua xem. Chậm rãi mở cửa ra, cảnh tượng trước mắt đã khiến cho ông ta vô cùng ngạc nhiên. Cô ta đã biến dị rồi. Ông ta cầm trên tay vũ khí nhắm vào bào thai kia do dự một lúc lâu. Ông ta biết rằng đây là vì cô ta quá thương nhớ con nên đã biến thành bào thai. Ông ta cuối cùng cũng hạ vũ khí xuống, đóng cửa vào. Một bên khác, thanh niên đeo kính ở lầu dưới đã thả Sô ra. Thì ra trước đây kính cứu thanh niên kia không phải vì anh ta có lòng tốt cứu người mà vì muốn lợi dụng Sô. Tất cả những sự việc nguy hiểm đều bắt Sô đi làm. Lúc này anh ta bảo Sô cùng một người nữa lên trên lầu đưa một người đàn ông xuống, bởi lẽ người đàn ông kia có thể giúp họ chế tạo các loại vũ khí, dù có từ bỏ những đứa con đi nữa. Khi lên trên lầu, Sô và một người nữa bị quái vật tấn công, người kia đã bị quái vật đưa đi. Khi quái vật chuẩn bị tấn công Sô thì hai ông cháu tới cứu anh ta. Khi tên kia tỉnh dậy nhanh chóng mở cửa rời đi, hai ông cháu cùng Sô lên phòng 1408. Vậy hắn ta đã đi đâu? Thì ra hắn ta đi vào trong một gian tròng treo đầy dãy ảnh của những đứa trẻ bị hại. Chủ nhân của căn phòng này chính là người đàn ông mắt bị thương dưới lầu. Đến rồi, anh ta đến rồi. Anh ta hùng đi tới nhưng đi tới nửa đường thì bị tên đàn ông xúc vật này đánh úp đập mạnh 2 cái vào đầu anh ta. Cũng may hắn ta chỉ là một tên có sức chiến quèn, cái đập thứ 3 đã bị anh ta túm chắc. Tiếp theo sau đây chính là màn solo của anh ta. Tên kia bị anh ta đánh cho sống dở chết dở và lôi đi nuôi quái vật, nhưng điều kỳ lạ là chẳng có con quái vật nào ra cả. Chắc bị khí thế của anh ta dọa cho sợ rồi. Anh ta còn đưa thi thể của 2 người khác bị quái vật giết chết đem về, còn bản thân thì lại ở lại bên ngoài. Khi anh ta chậm rãi kéo cửa cuộn xuống thì người đàn ông này xuất hiện nắm chắc cửa rồi kéo lên. Trong lúc căng thẳng thì anh ta ngất đi và được người đàn ông kia cứu. Người phụ nữ kia nhìn thấy con gái mình toàn thân đầy máu được đưa về, ôm con khóc lớn. Hôm sau, chị ta đi qua nghe thấy cuộc nói chuyện của 2 chị em này, nhìn thấy 2 chị em đang khóc, chị ta lấy khăn lau mặt lau tay cho cậu bé. Cũng có thể là chị ta nhớ con gái mình, chị ta cũng khóc, không ngờ cậu bé lại đưa tay ra lau nước mắt cho chị ấy. Nỗi đau mất con gái của chị ta trong chốc lát đã bùng lên, chị ta ôm 2 chị em mất đi bố rồi 3 người cùng nhau khóc trong đau buồn. Sau này họ có sống dựa vào nhau hay không thì tạm thời không biết, nhưng dưới hành hình của quái vật tôi đã nhìn thấy ánh hào quang của tình người. Khi cậu bé lau nước mắt cho chị ta, tim tôi đã rung động, không biết các bạn có giống tôi hay không hay đã rơi nước mắt rồi.